Rồi, mời anh em cô chú uống ly tà mốc câu cái mình rã cái máy hay quay A2016 và clip số 15 anh em cô chú. Có một nỗi buồn nho nhỏ là cái clip số 14 buổi sáng đăng chiếc xe đẹp tuyệt vời đấu C1 anh em, nhờ video nó lưu lại làm khoảnh khắc, lưu mấy cái khoảnh khắc đẹp sau này để giới thiệu hình ảnh, giới thiệu tới những cái xe đẹp đẹp coi như đẹp như tới đẹp để đấu C1 cho anh em cô chú xem giải trí cũng như mua mấy nón đồ đẹp về mà video YouTube nó xóa tiêu anh em ơi, nó thu hồi nữa ơi. Biết vi phạm cái gì đó mà hôm nay bị hai cái rồi anh em. Giờ đãi đăng lại nó không được anh em, đăng lại lấy video đó cố tình đăng lại lần nữa sợ nó thu hồi kênh luôn anh em. Giờ không dám thôi, giờ thà hy sinh cái video số 14 nó bỏ mất cho họ thu thu đi anh em. Này là video số 15. Cũng hên là anh em phát hiện mua được mớ đồ rồi, chứ không thôi cái video này ế rồi. Bộ sườn lốp giấy xe này bán rồi anh em cô chú nè. Số 14 ngày hôm qua nè anh em cô chú. Chiếc xe màu đỏ nè, đẹp hết biết luôn nè anh em. Trời ơi đồ đó. Xe video màu đỏ là số 14 nè anh em. Màu vàng số 13 nè, rõ ràng không bị thu hồi cái video số 14 nè anh em cô chú. Cái bộ yên 5 món này hết phương luôn anh em cô chú ủng hộ nơi 700 ngàn. Hết biết luôn. Còn cái cạc te không này để bữa nào đăng lại bán cho anh em, để lên đây tày sơn nữa. Rồi ốc tán đồ nó nè anh em ơi, chân trống cản nó đẹp, cần thắng của nó nõn nè không. Đúng là cái đồ đấu C1 bị thu hồi thôi, tức cái mình buồn gì đâu anh em cô chú. Mấy xe đá ao làng dốt dốt thì đăng lên cho anh em coi thôi này. Nằm hoài đó học học sao mà mấy cái xe đẹp hôm nay hai chiếc rồi anh em. Mấy xe mà không thể ai có mình có được bị thu hồi, tức cái mình cặp bánh đó nè anh em cô chú hết phương không. Cái bánh này do cháy nổ ở lại anh em ơi, có thể chiều nay anh em nào chốt mình chuyển khoản cái mình đưa đi luôn anh em cô chú. Anh em kia anh chốt hồi sáng rồi mà im gu rồi anh em ơi. Cặp bánh với cặp ốp nhôm với cái bộ gấp cặp te còn lại với bộ yên anh em còn nhiêu rồi bà con anh em ta ủng hộ hết rồi. Quay tao lại cho anh em coi cái máy video clip số 15 của cái xe quay A2016 nè. Hết phương cái máy không anh em? Đúng là đấu C1 không? Anh em thấy cái bộ áo với cái dàn đồ nó là anh em thấy cái máy này chạy. Xe này đón chừng 15 ngàn cây đổ lại anh em. Coi cốt nó vàng. Trời ơi mẹ ơi. Quay tới đâu nhức găng tới đó anh em. Rồi cái bình xăng con. Bình xăng con xe này combo 1 triệu anh em nào lấy cái bình 0800 anh em. Cái nắp chì của nó luôn. Hoàn toàn cái máy này nó còn bọc chì anh em, chưa có phân hủy chì là cái máy chưa chạy nhiều anh em của chú. Rồi tạm ngưng video tháo liền anh em ơi. Tháo xong mình anh thứ 2016 mở được khúc nữa nè anh em. Tháo tới đâu nhức găng tới đó anh em ơi, chịu không nổi cái độ đẹp của nó. Anh em thấy cái nắp toàn nó tông với sợi sơn đề nó còn màu y xì nhà máy nó gấp. Mất tiêu cái video số 14 buồn quá anh em, không phải buồn vì bán đồ cũng được. Mà buồn vì không có cái đồ đẹp để cho anh em cô chú chiều về Vũng Tàu móc câu xem giải trí. Buồn về những cái khoảnh khắc mà trong cái nghề nghiệp mình làm nó đẹp nhất để lưu lại sau này mãi mãi để coi những cái xe đẹp anh em. Dễ gì có những con xe đẹp mà để quay phục vụ với anh em hoài mà coi. Càng ngày nó càng thôi chột mất xe. Anh thấy con ốc mới chạm lần đầu anh em thấy không? Kể cả cái cùi dĩa, cái nhông sên dĩa mà mới thay luôn anh em. Nó tơ trong mỹ miều vậy nè anh em thấy. Lấp lé trong nó sáng giới trong anh em coi nó cái bạc đạn lấp lé trong. Hết sức uổng rồi nhờ nó lưu lại. Trong cái sự nghiệp mình rã những con xe tốt nhất, đẹp nhất để phục vụ anh em cô chú xem giải trí cũng như mua những món đồ để xài để đời chơi mà không ngờ nó bị thu hồi. Mấy xe xấu xấu nó thu hồi không uổng. Mấy xe đá ao làng, mấy xe đi đồng đi bưng nó không thu anh em. Lựa toàn là cái loại đấu C1 hôm nay hai chiếc. Ghê buồn, rồi tháo tiếp nữa ăn còn được cái máy ăn ủi anh em ơi. Quay những cái khoảnh khắc đẹp này lại cho anh em cô chú coi giải trí chơi. Rồi cái máy quay A2016 clip số 15 tháo xong anh em ơi, clip số 15 là anh em coi nè thấy không? Của xe 2014 căng anh em, xe đấu C1 mà do bị quay ở ngoài sàn nước chỗ này nè anh em, hỏng hai lần.
do bị vi phạm bản quyền cái gì đó mà nó đang mổ gà mổ vịt gì đó không biết mà bị YouTube thu hồi, anh em không biết cái lý do gì thu hồi video đó. Mà cái bộ áo còn đẹp lắm nha anh em cô chú. Tháo cái nồi cho anh em coi. Xe đó là xe đấu xe 1 anh em. Đồ nó hết biết cái dàn đồ nó đẹp luôn mà tức con cái lỡ video nó thu hồi để cho anh em coi giải trí chơi. Trời ơi cái máy nó nè anh em cô chú. Sơn này sơn zin anh em. Cái lốc nồi sơn đẹp tuyệt vời luôn, chưa có dấu vết gì tróc nhiều hết anh em cô chú. Sơn còn đẹp dữ lắm. Cái nồi hết biết cái nồi anh em ơi, quay cho anh em coi sọc xéo cái nhông cái. Thiệt tình loại xe này hết sức là thiệt tình, cái máy nó đẹp mà. Cái vàng lông không còn nó bị thu hồi. Trên là cái nồi. Có đóng đát nữa cả anh em. Nồi hoàn toàn 100% chưa chạm anh em cô chú. Nó rõ nè anh em. 2016 đó anh em cô chú. KFM nè anh em cô chú. Nó KFM. Một hơi nữa tôi soi cái bê tông của cái xe này anh em thấy một cái rồi. Số cái bố FV nè anh em. FV này thì thế nào cũng có 107. Nó quay xuống dưới rồi nè, chữ 107 nó quay xuống dưới. Đây nè anh em cô chú. 100% là nồi này bố zin chưa dán anh em, chưa chạm. Bố theo xe, bố trước, bố sau đều zin hết. Bố ba càng đều zin luôn. Nó mới kít kiểu này đâu có phương lẽ nào mà like được anh em ơi. Hưng lại tháo nữa cho anh em coi một hơi nữa soi cái bê tông cho anh em thấy cái bê tông bạc của nó chịu không nổi anh em một chút. Sọc ngàn y nguyên như tông bịch mới ra. Rồi, chào anh em cô chú đã quay trở lại với cái máy quay A2016 của clip số 15 tháo xong rồi anh em cô chú. Để quay xong cái clip số 15 này rồi mình ra mình quay mấy món đồ của clip số 14 cho anh em coi nó sót lại. Lý do là bị YouTube nó thu hồi cái clip số 14 chứ. Anh em mà thấy con xe số 14 là anh em chốt cái máy này liền. Tại vì nó quá đỉnh, quá mới anh em. Anh em trốn phong thủy cái xe đó thì không thể nào cái máy nó tệ được. Cho nên anh em dễ dàng mua, anh khỏi suy nghĩ. Lý do mất video đó cho nên buộc phải giới thiệu, phải làm lại từ đầu của cái máy này. Nó hơi mệt anh em cô chú, hơi cực nhưng mà cũng phải gắng làm anh em ơi. Hết thế cái máy anh em ơi. Bây giờ không biết giới thiệu từ đâu, giờ vô cái bộ số đi cho nó tống chỗ anh em. Anh em coi cái độ chất của nó. Anh em thấy cái gạt te với cái gấp nó một cái là để thôi tôi quay cho anh em coi cái máy này của clip số 14 sót lại. Cái xe của clip 14 là cái máy của clip 15 anh em, tại vì một chiếc xe mình phân ra làm hai cái video. Là một cặp của nó. Anh em thấy cái phụ tùng của xe, thấy nguyên con 2014 là tự động anh em mua cái máy này liền. Tê cả ngỗng luôn, em nhìn một cái rồi. Nè, hết biết cái bộ số gần nhà máy không? Nói là tất cả thôi anh em. Cái cốt nhông còn 70-80% anh em coi. Chưa có một dấu nào khớp hết. Không có một dấu hiệu nào hết. Nó còn khá đẹp hết anh em. Còn con heo thì anh em biết nó rồi. Con heo này thì không có gì đâu mà coi nó này. Cái này coi mất công mất thời gian anh em tiếp tục coi cái cây thứ hai là cây cốt số, là cây cốt nhông chuyền có một mọt nào tặng không anh em này. Anh em thấy cái bánh xe nó hơi tự động, anh em cũng thấy xe này cái máy chất mà. Bởi tôi nói cái từ phong thủy tôi phổ rộng đó. Thấy một món đồ đó là thấy một món đồ trong cái xe đó thôi, là ví dụ anh em thấy cái chống đứng là cái cổ bô mà nó còn bãi màu cái rồi. Chiếc xe đó nó có dở, chỉ có luộc đồ nó mới dở thôi. Thấy không? Thấy số 2 nè, anh em thấy tự nhiên nó có hai dấu, thấy không? Nó của nhà máy nó vậy đó. Chứ đâu có mòn mỏi gì đâu. Nó lạ đời không? Nhưng mà tại do quay giống kiến hiển vi phóng to, anh em thấy ghê vậy chứ không có gì tân anh em. Đồ zin của nhà máy này vậy chứ nó không có...
phải nó phân quỷ gì, cái số nó gần kiểu vậy, đúng lưỡng kiểu vậy. Thế là quay qua kiểu giống như kiến hiển vi soi nè, còn anh em tao quay bình thường vậy thì anh em thấy không bao giờ, bây giờ thấy gì đâu, thấy nè, quá đẹp phải không, đâu thấy nổi. Rồi. À, cái bộ này đáng lẽ là 800 ngàn luôn anh em, mà bớt anh em cái vụ mà chấm 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 đó. Rồi bán anh em bộ này 700 ngàn anh em có chứ. Hết biết bộ số nó đây, nó chất lượng anh em ơi, luôn cốt số cốt đạp luôn nè. 700 ngàn, hết biết cái cốt nó vàng không? Dễ gì anh em ơi, anh em mua mấy cái này để dành xài ha, có xe nào chuẩn bị hư đâu. Ai mà chơi nổi, ai mà chơi mà gã chiếc xe chạy mười mấy ngàn bán đâu anh em. Tại vì chủ yếu là có tiệm chứ không có tiệm là lơ tơ mơ gã cái dòng này nó lỗ liền anh em của chú, bán không được đồ á. Bán giá nó cao hơn ta, có một số anh em họ không biết, họ không biết xe mắc rẻ, cứ họ thấy giá cao comment họ la làng không. Mua chiếc xe 5-6 triệu rồi cái đồ phụ tùng nó khác. Xe mười mấy triệu nó khác, xe hai mấy triệu nó khác. Chứ đâu có nói chung chung mà thấy người ta bán bộ số có 300 ngàn, tại ông này bán mắc. Hết thấy cái lốc không? Lốc của người ta nó tăng phao như ngọc tinh vậy thì nó phải 250 ngàn anh em. Còn nó đen thui. Nó già chát răng cỏ dặn gà sượng nó. Thì nó khác cái này, con này nó tơ trong. Hai trăm rưỡi ngàn nón nè, cái lóc, cái điểm nhấn là cái bộ nồi anh em ơi, kiếm cái bịch đựng cái nồi cái mới được anh em cô chú ơi. Anh em thấy cái nồi này một cái rồi tông nghề thui gã xe, mà đây là một trong những cái nồi đỉnh nhất nhì rồi anh em cô chú, hạng nhất luôn. Tại vì anh em biết sao nó nhất không, nó không gió không hú mà nó mới kít luôn, thứ nhất thứ hai nữa anh em biết, nó ở trong một chiếc xe có mười mấy ngàn cây. Thứ ba nữa là cái chuông của nó không có, chưa có gận anh em, nó mới có vị thì à. Vô cái bịch cái đi rồi, cái chuông cái này thì nó mới quá anh em, khỏi cần coi rồi, nó có gì đâu, quá quá đẳng cấp rồi. Sợ là sợ mấy anh em lạ mới coi video mình lần đầu anh em còn nhát, để cho anh em coi tóm cái. Còn mấy anh em mà quen từng mua đồ mình rồi, mấy cái này dễ gì mấy anh em coi tôi biết luôn đó. Coi là dòm chơi uống tà giải tí chơi thôi chứ còn dễ gì mấy anh em mà soi mói ở kêu chụp hình này chụp hình kia đâu, tôi biết coi cho vui chơi chứ ăn thua cái người bán thôi, quay thả thính là lựa mấy chỗ đẹp làm việc thì bó tay hay tơn cái gì đâu. Mua một lần chạy luôn mà bán một người một lần qua cả nước này họ làm giàu. Có người họ chơi cái chiêu vậy nữa anh em ơi. Mình mua xe nguyên chiếc mình biết, họ không cần bán mình chiếc thứ hai đâu, chiếc một. Hết thấy cái số bố nó tờ, cái bố nó tờ chồng từ rối anh em, chưa có một miếng nào nhăm mẻ. Vậy mới gọi là đấu xe một anh em, còn tháo ra mà nó cũng đẹp nhưng mà nó lỡ nó bong bong miếng rồi cái rớt giá xuống liền anh em cô chú. Như ở trong bịch ra vậy mới là xe một. Quên nữa cái này nữa, quên hoài cái tật cái đồ đẹp cái không muốn soi kỹ, không soi anh em không tự tin, mò chưa có gợn gì luôn anh em, chưa có một cái dấu gì chạy đây hết gợn, nó mới như tông bịch ra vậy. Quên cái đồ đẹp cái không xem soi hoài, nhiều khi anh em mới coi video lần đầu chưa tin tưởng, tôi bảo đảm anh em từng mua đồ máy với mua nồi tôi rồi mấy cái này khỏi cần, nếu mà vừa hợp nhãn vừa túi tiền là mấy anh em là cần mua là quất nổ tài khoản này chứ khỏi cần. Mấy anh em soi coi chứ trong này, tại vì nó chưa gần mà nó có gì đâu coi đó, vô bộ nồi bên Tí Hon bán lúc nào cũng có đầy đủ phụ kiện cho anh em cô chú nè. Này nè, cái con tán chỉnh nồi này thôi là anh em đón phong thủy ra ngô ra phai tân con tán này nè, nó tấn cỡ này thì anh em biết rồi, đát điếc với cái nhông này
Tôi đi mua xe qua mạng, tôi ngồi chỗ không cho anh em biết, tôi cũng đâu có đi đâu. Cái này bộ số, cái này bên bộ số anh em. Cũng phong thủy không, nhìn cái capo hay cái bánh hay cái gì đó dấu tích để lại, tôi nghiên cứu cái xe đó ra liền. Đẹp hay không đẹp hay là sao liền, khỏi giới thiệu. Người ta giới thiệu toàn là họ nói những chỗ ngon không, mà chỗ xấu họ không nói. Mua nồi anh em dòm vài món đồ trong đó là anh em biết nó như thế nào liền. Quật chiếc xe hoặc là nguyên cái máy anh em. Rồi xong rồi tới cây dên anh em. Chịu gì nói cây dên này, cái trời nó không có lắc léo gì đây ta, anh em cứng ngắc luôn. Hết phương cái bộ dên đầu lòng này 2.800.000 anh em cô chú. Không có gì để coi ta anh em ơi, nó mới như tông bịch đó. Rồi anh em coi cái bích tông cái thôi là anh em đoán là tất cả. Tôi biết mấy anh em từng mua đồ máy. Chứ để gì một bộ của nó tháo ra anh em rõ ràng, chứ phải như mình mua cái dên ô đời chỗ khác về thì mình còn nghi ngờ. Nó mất công nó xào chẻ, còn cái này một cái máy ra thì một cái bích tông này thôi thì anh em nói là tất cả cái máy luôn. Tôi xịt dầu cho nó nhỉu ba cát ra cái đang đẩy vô nè. Bụi bặm đóng nóng ruột cái bê tông. Trời ơi cái bê tông à. Từ đầu tới chân luôn anh em thấy có dấu gì chạy đâu. Đó, anh em chụp hình lại anh em coi. Mé sau lưng, mé hông. KTL chưa ám nhớt mé sau lưng, mé dưới nè. Nó chưa có dấu chạy luôn anh em thấy, ở trên sao ở dưới vậy, ngang hông vậy. Một cái món một một món đồ này thôi là nó nói lên tất cả cái máy luôn anh em. Từ dên cho tới nồi, cho tới cò cam, cho tới sên cam. Phải, nó mới chạm lần đầu. Chứ giờ quảng cáo đồ kia cho giữ mà cái bê tông nó mòn thì mấy cái kia nó phải mòn theo á anh em. Đó là tất yếu nó là như vậy. Phong thủy nó là như vậy anh em. Một cái này đẹp thôi thì tất cả cái khác đều đẹp hết. Ít chạy, nói chung là ít chạy anh em. Hết phương không? Giờ để bây giờ mình xịt dầu một lần nữa, cái mình cho cho miếng nhớt, cái mình đẩy cái bê tông vô cho anh em coi cái sơ mi cái. Hồi nào tôi cũng xịt dầu anh em, tôi cưng bê tông sợ nó dính một miếng cát thôi là nó xước cái bê tông cái nó uổng. Đam mê cái nghề này vậy anh em, phải cưng chiều nó vậy. Nhớ cát tròn không đẩy vô cái tưới dầu tưới nhớt đầu lên cho nó đừng có miếng bụi nào hết, cái mình cho vô nè. Cho anh em coi cái sơ mi cái nè. Mà tại anh em coi coi sợ anh em mới coi lần đầu thôi, chứ còn coi cái bích tông vậy rồi anh em khỏi cần coi sơ mi gì nữa. Quan trọng là cái bích tông nó vậy rồi, cái sơ mi nó phải đẹp thôi chứ chạy đằng trời nào khỏi. Cái sơ mi chưa đóng khối mà ron riết xe này còn y luôn anh em, ron chân lòng còn y nguyên luôn, không có một dấu nào mòn mỏi gách hết. Từng chân tơ kẻ tóc luôn, mé hông là khô queo luôn. Cái ron cờ, ron đồ, cái ron bốn lỗ đồ còn y luôn anh em. Nắp cò chưa chỉnh luôn nè. Ron cờ còn nữa nè. Rồi. Bộ dên đầu lòng này bán anh em 2.800.000 là gồm gì? Gồm dên, gồm đầu, gồm lòng, gồm 4 cây bù rong, 4 cây đũa đầu, 4 con ốc. Anh em thấy mà siêu công nghệ đi mà nó tháo cái đầu điếu, nó tháo 4 con ốc một cái rồi anh em chịu không nổi luôn, không để lại một dấu vết nào hết. Đây nè anh em. Không thấy một dấu vết nào hết anh em cô chú ơi. Rồi hết thế 4 ốc đầu luôn anh em cô chú. 4 con ốc đầu, 4 cái lông đền, cái sợi xích cam.
Nhưng mà có nhiều anh em họ chưa có nắm vững, anh em sơn cam của riêng theo xe của quan khoa đều đóng nhãn hiệu cam MC anh em cô chú. Luôn cái bánh này luôn, sơn cam, sơn đề, sơn nhông dĩa luôn, sơn tải cũng đều là KMC hết mới đúng của riêng của hãng Honda anh em cô chú, hãng quan khoa nguyên cái dàn bánh này cho anh em luôn. Full hết dên đầu lòng luôn, có 2 triệu 8 nha anh em, cứng khừ luôn anh em ơi, quá đẹp luôn. Còn cái bình xăng con này nè anh em cô chú, xăng con này thì khỏi phải coi rồi, quá chuẩn rồi anh em. Này bê tông ga chưa có dấu chạy gì luôn anh em ơi, còn 80-90% mà chưa có thấy dấu mòn mỏi gì, tao không có thấy dấu nào sáng lên đó, chưa hết đồ đai luôn anh em ơi. Rồi bình xăng con không á thì 800 nguyên cung lê luôn, thiện tiểu cũ đề này ông anh chốt rồi anh em. Còn cũ đề này của 207 của quay xương cá 206 nè anh em cô chú, nó đóng hai lên 207 anh em, cái xe 206 mà nó vô cũ đề 207. Chưa chạm luôn anh em, bao anh em tâm phần tâm chưa chạm. Chưa chạm, bán anh bơ cái này 4 tâm, bán anh em 3 tâm thôi nè, bán hữu nghị cho anh em cái cho đi cho rồi để em ra đem vô cực. Mới cứng luôn, đề im re. 207 tới giờ than théo rồi, không tổng không biết nó làm sao, bán rẻ rẻ cho anh em biết nó chưa chạm, chắc nó có mòn mỏi rồi. Mình đâu có dám chạm đâu, biết cái tông nó cỡ nào. Rồi cái bộ lửa nữa là xong cái video clip số 15 này anh em cô chú ơi. Dài quá như thế để quay mấy món đồ cho anh em coi. Bộ lửa này hết ý rồi anh em ơi. Rồi full bộ lửa này bán cho anh em nè, nắp đẹp cực kỳ luôn. Bộ 3 4 nắp đẹp với bộ lửa luôn 1 triệu 200 ngàn anh em cô chú. Mới pit về nè anh em. Luôn thằng lằn luôn. Hết biết cái bộ lửa anh em coi nó cái nè, trời đất ghê bộ lửa. Đó nè, 216 nè anh em. Có nám niết gì ở đây đó. Được có cái bộ 4 nắp đẹp nha, không có dấu tày xước gì hết. Bực mẹo nhà máy y xì luôn. Rồi anh em ra anh em coi cái máy này, anh em coi phong thủy cái xe này cái là anh em chốt cái máy gì mà em cắt cái bộ cái gạt te nó như dây nè anh em cô chú. Thôi đất ơi, cái bộ gạt te này 800 ngàn luôn cả gấp anh em. 2016 nè anh em cô chú, cực chẳng đã mới quay lại về lại em biết gì không, do cái video nó bị thu hồi. YouTube nó xóa tiêu cái video clip số 14 của mình anh em, nên quay anh em coi cái gấp cái cây ngang ở trong đây mà sơn chưa tóc luôn nè. Nó bỏ gấp cạc te này 800 anh em, số đát 2016 mới kit luôn. Rồi cái bộ thùng xăng yên này 700 ngàn nè anh em có chú, mới vậy nè, nó coi tông nè, đát số 16 luôn nè, 6X. Rồi anh em coi mấy dưới cái này video clip số 14 rõ ràng nè anh em cô chú. Do bị video nó thu hồi cái video này anh em ơi, mất tiêu số 14 và cái máy mình quay số 15 á, còn chiếc xe này của số 14. Anh em coi mấy dưới nữa nè. Mới kit vậy đó anh em, cái cần thắng đó là bộ 7 món đó nè anh em. Bộ 7 món này cũng 700 ngàn luôn, ra cái cốt luôn anh em. Coi mấy dưới nữa. Chưa có rửa gì tao anh em ơi, bụi bặm mà nó mới vậy á. Cái bộ 4 nắp này thì của cái xe tổng, của cái máy tổng, phuộc thì đã bán rồi. Còn cái cản với cái cần số đó, anh em thấy nè, cái cản gai sần còn mới tinh luôn anh em cô chú. Cần số giò đạp nè, bộ 7 món này là 700 ngàn luôn nha anh em, nó quá mới. Còn cái ốp nhôm này 300 anh em cô chú, nhắm cào mới tinh. Bộ áo xe này như qua quay tiểu bãi quá anh em cô chú, áo mới tinh luôn. Tự nhiên nó có hàng mấy tông chỗ này thôi, hai bên vậy đó. Mấy tông vậy đó, còn mấy ngoài không thấy dấu gì đó. Hàng nó ngừa, thường thường cái chỗ này ưa bị gãi á, cái nó hàng nó ngừa hay sao á.
Ở ngoài anh em thấy không có dấu gì sơn ghim nè, không có dấu tích. Tông đi giáp chấm vậy. Chủ này ông cầu toàn quá. Mới tin là anh em cô chú. Bộ áo màu vàng còn luôn, anh em nào có xe màu vàng thì chốt bộ áo này anh em cô chú, 21 bán rồi, kiếm bộ thứ hai khó. Rồi, video nó hơi dài rồi, anh em thấy cái cùi dẻ này nói là tất cả, cùi tắng bóng vậy nên nè, chưa rửa. Cảm ơn anh em cô chú đã xem tin. Cảm ơn anh em cô chú đã giới thiệu cho nhiều người mua anh em ơi. Video nó dài rồi, để clip sau mình cảm ơn anh em cô chú tiếp ha. Chào anh em, chào cô chú.